mẹ đổ xăng nữa. Lộn má. Chết mẹ rồi, dướng dướng cái cây rồi. Má, 30 cây sao phiền phức quá vậy ta.
Mày mở Google coi đường Master nằm ở đâu. Mày search đèo Sa Cơm luôn đi. Hình như cái nhánh bên kia kìa, lộn rồi. Dừng mà khởi hành sang dốc các bạn, ổn không? Đó. Đâu? Cái gì vậy? Cầm ấy. Có giờ đi thẳng đúng không? Mà. Xe mày khó chạy quá vậy ta. Chạy rồi đụng má gặp mấy thằng này cản đường nữa chứ.
mày vô đèo mày đâu có chạy nhanh đâu mà mày thấy chưa lợp. Mà mày chạy không nhanh mà mày vô cua mà mày bắt buộc cái mà phải bẻ lái thì đủ quá kêu là kích chết. Thank you.
phải đúng không? Chào anh em nha. Nay mình em Tài xin giới thiệu cho anh Hải. Anh Hải FX với anh em biết này là hồ Tiền Lâm nè. Là một trong ba cái hồ của Đà Lạt. Đó. Là cái hồ này là dân ở ngoài Bắc nó vô nó nói anh em miền Nam mình trong này là lơ tơ mơ lắm. Không biết gì về Đà Lạt hết. Nay em quay hồ Tiền Lâm cho anh em biết, đặc biệt là anh Hải. Anh Hải người ta nói anh lơ tơ mơ lắm nha, khu này anh lơ tơ mơ lắm. Vậy nha.
thôi.
khoảng nhiêu phút? Ủa, xe mày hết xăng đó hả? Còn 2 lần. Ây da. Không biết từ đầu mình không làm vậy ha. Mở cái tờ. Sao? Nãy đây sao cơm sao bảo? Ổn không? Má nó một cơm không cả tàu bao nữa vậy. Tàu bao đỏ đó, cơm không có lại. Cơm. Cua quay đầu như dư vậy? Có tiền mặt đó, còn 50.000 tiền mặt rồi. Tụt má rồi, lát nữa sao mày về? Lấy đi rút tiền, lấy vô, có rút tiền. Rút tiền tao đi. Rút tiền chưa? Lên chưa?
ở đèn để đá pha. Màu đỏ. À, bể vỏ luôn, nổ vỏ luôn. Giờ đẩy ra kiếm chỗ hai vỏ. Đẩy bộ chứ sao? Có bán vỏ xe không Bảo? Nhưng bây giờ làm sao ta? Bỏ. Bây giờ nói anh bơm anh thử có được không? Không thì mua cái ruột bỏ vô. Anh coi em bơm. Bây giờ làm sao? Bây giờ anh làm gì? Anh thay hay là anh bơm lên thôi? Dạ, anh bơm thử em coi coi nó.
giá ép ở trong rồi chứ giá lụi đâu được. Đúng rồi. Nó bự quá giá lụi không được. Sao ông trời đủ má. Mấy cái bánh ép không hả? Có. Cách đây khoảng mấy trăm mét vậy? Đây.
hai bên đó đi. Chắc gì
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hehehehe.